Hôm nay trước ban thờ, anh đoan nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Hôm nay trước ban thờ, em đoan nguyện trọn đời bên anh. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên anh, để yêu thương, để kính trọng anh mỗi ngày trong đời em. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới, phong ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới. Niềm hạnh phúc chân an mãi không hề vơ. Chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dẫu thế giới xoay vần chuyển chuyển, hứa yêu em không chút đổi thay, tháng ngày trong đời anh. Phơi phới phúc ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân ân mãi không hề vơi, niềm hạnh phúc chân
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Phêrô Nguyễn Văn Trường và chị Maria Nguyễn Thị Ha Nư trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trên, cho người dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu khẩn và đoái thương bảo trợ những đình chế Chúa đã thiết lập, hầu lưu truyền nòi giống nhân loại, để sự gì được Chúa kết hợp cũng được Chúa trợ giúp cho bền vững. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách sáng thế: Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc họ, lành cho họ. Và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi lẩy lở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa thấy mọi sự người làm ra quả là tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi. Chúa đã gần đến, anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành. Và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở lại với anh em. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, một người thông luật trong nhóm Pha-ri-sêu hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, khi mà chúng ta đọc các cái bài viết hay những cái dòng chia sẻ về vấn đề hôn nhân gia đình, thì một nửa già các bài viết hay những bài chia sẻ đó đều là những cái điều xem ra không mấy tích cực. Không mấy tích cực. Người chồng viết về vợ của mình, rồi vợ viết về chồng của mình, hay là những cái mối liên hệ nào đó nó mang tính tiêu cực. Khi mà người ta chia sẻ những cái điều đó một cách công khai, thì theo tâm lý tự nhiên, đó là cái cách để biện minh cho chính mình, biện minh cho những việc mình đang làm và khẳng định mình là đúng. Bởi vì nói người kia sai về điều này, về điều kia, thì mình phải là người đúng rồi. Và khi mà những cái điều tiêu cực như vậy nó được nuôi dưỡng và nó được giữ gìn qua thời gian, thì hậu quả của nó luôn là một điều không mấy tốt lành.
cái hậu quả cuối cùng của những cặp vợ chồng nó luôn là một sự chia lì. Và khi mà nói đến sự chia ly thì rõ ràng cái hệ lụy của nó luôn là không vui. Thứ nhất, đó là giữa hai người nam nữ với nhau, họ mất đi cái tình yêu, họ mất đi cái nghĩa, họ mất đi cái sự nâng đỡ và đồng hành trong cuộc đời này. Rồi dẫn đến con cái. Nếu mà có con cái thì những đứa trẻ nó là những đứa sẽ chịu thiệt thòi nhất. Khi mà nó thiếu đi tình thương của bố hoặc mẹ, hoặc là nó thiếu tình thương của cả bố lẫn mẹ, thì rõ ràng đứa trẻ đó sẽ lớn lên trong cái sự thiệt thòi. Một thời gian vừa rồi có mấy cái vụ án nói về những cái sự bạo hành mà những đứa trẻ mới chỉ mấy tháng tuổi cho đến vài năm tuổi phải chịu. Nó đều ở trong cái hoàn cảnh như thế này. Người tình của mẹ, người tình của bố, hay là bố dượng, vì bởi vì không thích cái đứa trẻ nó hiện diện trước mặt mình là của người khác, cho nên ấy là người ta không có dành tình thương cho nó. Và khi mà cái tình thương nó cứ nhỏ dần thì thay vào đó, đó là một sự thù ghét. Và hậu quả là đứa trẻ phải chịu. Rồi gia đình hai bên, những người mà khi tổ chức đám cưới cho con cái đều rất là vui vẻ, đều rất là hy vọng về một gia đình mới sẽ triển nở và sẽ mang lại cho bố mẹ, cho gia đình hai bên niềm vui trọn vẹn. Thì bây giờ thay vào đó, nó một là một sự ưu phiền, rồi nó ảnh hưởng đến xã hội. Gia đình là tế bào của xã hội. Con người của chúng ta thỉnh thoảng nghe nói bị bệnh nọ bệnh kia thì nó đều xuất phát từ một cái sự hỏng nào đó của một cái tế bào, và nó dẫn đến ung thư nữa. Thế mà bây giờ trong xã hội là một thân thể lớn mà có những cái tế bào nó bị hỏng như vậy, thì rõ ràng xã hội nó cũng không thể tốt lành được. Khi mà những đứa trẻ nó không được dạy dỗ một cách đầy đủ bởi cả bố lẫn mẹ, thì nó sẽ tìm kiếm sự dạy dỗ ở nơi xã hội. Và như thế chúng ta thấy thanh thiếu niên nó sẽ sống theo cái luật tự nhiên và luật rừng nhiều hơn là cái luật xuất phát từ sự dạy dỗ trong gia đình. Nó ảnh hưởng đến giáo hội. Giáo hội bị tổn thương nhiều lắm. Giáo hội bị tổn thương là bởi vì gia đình là hội thánh tại gia. Gia đình là hình ảnh của gia đình Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Gia đình là điểm tựa. Gia đình là cộng đồng truyền giáo. Thế mà bây giờ gia đình không còn nữa, thì rõ ràng những cái điều mà giáo hội chờ đợi ở nơi gia đình nó không còn nữa. Giáo hội bị tổn thương. Và chắc hẳn Chúa rất là buồn. Bởi vì khi mà đưa người nữ và người nam đến với nhau thì Chúa muốn họ là một xương một thịt. Giống như Adam khi mà nhìn thấy Eva thì reo lên: này là xương bởi xương tôi, này là thịt bởi thịt tôi. Và Kinh Thánh còn bảo rằng người đàn ông hay người phụ nữ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ, với chồng của mình. Và Chúa vui lắm khi mà người nam và người nữ kết hợp với nhau như ý định mà Chúa muốn thể hiện nơi người nam, người nữ ngay từ thuở ban đầu, nơi Adam và Eva. Thế cho nên mỗi cái việc chia ly của những cặp vợ chồng nó luôn để lại những hệ lụy rất là lớn cho chính họ, cho con cái, cho gia đình, cho xã hội, cho giáo hội và cho vinh quang của Chúa. Chính vì lẽ đó mà Chúa luôn mời gọi chúng ta, những người sống đời gia đình,
Thay vì nhìn nhau thì hãy cùng nhau nhìn về một hướng. Cùng nhau nhìn về một hướng. Tại sao lại như vậy? Thưa, bởi vì khi mà nhìn nhau đó, chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều lỗi lắm. Ngày nào mình cũng dòm cái người kia, mà thường chúng ta lại thích bắt lỗi người khác hơn là nhìn thấy những cái điều tích cực. Cho nên khi mà cứ dòm nhau, để ý nhau, xét nét nhau thì sẽ nhìn thấy rất nhiều lỗi của nhau. Mà chúng ta đều biết rằng con người của chúng ta đầy rẫy những thiếu sót và tội lỗi, đầy rẫy những cái khuyết điểm. Khuyết điểm nơi ngoại hình, khuyết điểm nơi lời nói, khuyết điểm trong thái độ, khuyết điểm trong cách hành xử, nhiều lắm. Nếu mà chúng ta cứ dòm nhau để bắt lỗi thì nhiều vô cùng. Thế cho nên giáo hội và chính Chúa mời gọi những người đồng hành với nhau với tư cách là vợ là chồng, thay vì nhìn nhau thì cùng nhau nhìn về một hướng. Cái hướng đó là cái gì? Hướng đó chính là gia đình của mình. Hướng đó chính là cái hạnh phúc mà chính hai người muốn tạo lập ngay từ thuở ban đầu. Và khi mà cùng nhìn về một hướng thì người ta sẽ luôn hướng đến điều tích cực. Mỗi khi mà gặp gỡ những người có cái nhìn tiêu cực và hay có cái đánh giá tiêu cực về người khác, thì tôi luôn bảo rằng bạn hãy nhìn đến những điểm tiêu cực, những điểm tích cực ở nơi cái người mà bạn không thích. Hãy nhìn lấy những cái điểm tích cực. Nhiều điểm tích cực lắm. Thế nhưng mà mình bởi vì chỉ mải tập trung về những cái điểm tiêu cực cho nên không có nhận ra. Từ ngày xưa, người Việt Nam của chúng ta đã truyền tai nhau, đã hướng dẫn nhau và đã nhắc nhở nhau. Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm sông Hương mặc gửi. Người ta thế nào kệ người ta, còn quan trọng đó là xây dựng nhà mình. Lỗ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho. Nằm ngủ thì gáy o o, chồng yêu chồng bảo gáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Nhìn thấy cái điều tích cực. Và khi mà nhìn đến cái điều tích cực thì rõ ràng người ta luôn vui vẻ và bình an. Đây là điều mà chính tổ tiên của chúng ta đã nhắc nhở nhau qua từng thời kỳ và giai đoạn. Và đương nhiên với Chúa thì Chúa còn nhắc nhở nhiều hơn. Tin mừng Matthew hôm nay, nếu mà chúng ta thoạt nghe qua thì có vẻ nó không liên hệ gì với vấn đề hôn nhân gia đình. Một người thông luận hỏi Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, điều răn nào là trọng nhất? Chúa bảo rằng: Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu người thân cận như chính mình. Thế thì người thân cận là ai? Thưa, là vợ, là chồng, là những người thân cận nhất. Có những chương trình giao lưu, người ta đặt ra một cái tình huống. Nếu bây giờ mẹ và vợ cùng đang chơi với dưới dòng nước thì người con và người chồng sẽ cứu ai? Câu hỏi này xem ra khiến cho nhiều người cảm thấy khó khăn. Có người bảo phải cứu mẹ chứ, có người thì bảo không, tôi phải cứu vợ. Bây giờ chúng ta cứu ai? Người nam lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình. Theo quan điểm của xã hội thì cái mối dây hôn nhân là một cái mối dây rất là thiêng liêng và cao quý. Đương nhiên trong cuộc sống chúng ta chẳng mấy khi bị chọn lựa như vậy. Đấy, nhưng mà yêu người thân cận như chính mình là một điều rất quan trọng. Nhất là khi mà niềm vui của vợ là niềm vui của chồng, nỗi buồn của chồng là nỗi buồn của vợ, những ưu tư lo lắng của vợ chồng luôn phải là của nhau. Đó chính là thương người thân cận như chính mình.
Thế còn tôi làm cái gì đấy là chuyện của tôi. Tôi tiêu tiền là tiền của tôi, chả liên quan gì đến cô cả, chẳng liên quan gì đến anh cả. Như vậy thì xem ra nó buồn cười lắm. Có người biện minh cho cái việc đi đánh bạc của mình bằng việc đó là con đi chơi bạc. Đấy, nhưng mà con không có lấy tiền của gia đình. Thế không lấy tiền gia đình thì lấy của ai? Bảo tiền riêng. Bảo thế nào gọi là tiền riêng? Của chồng, công vợ. Chồng là cái đó, vợ là cái hom. Thế thì con téc con cua nó bên ngoài thì nó là của ai? Của hàng xóm. Làm gì có cái chuyện riêng ở đây được? Bởi vì ngay cả thân thể mà người ta còn thuộc về nhau. Thân thể của người vợ thuộc về người chồng, thân thể của người chồng thuộc về người vợ, không phải thuộc về một anh hàng xóm hay là một chị hàng xóm nào đấy. Không có. Khi mà thân thể còn là của nhau thì tiền của làm gì có chuyện riêng. Cho nên ông nào, anh nào mà bảo rằng là đánh đề với chơi bạc là tiền riêng của tôi thì phải xem lại. Trách nhiệm và bổn phận của vợ, của chồng, nó là một trách nhiệm chung. Đấy, cùng sơ nhìn về một hướng đấy. Yêu người thân cận như chính mình. Và khi mà yêu người thân cận như chính mình, yêu vợ, yêu chồng như chính mình, thì người ta sẽ bỏ qua được những lỗi của nhau, sẽ bỏ qua được những khuyết điểm của nhau và luôn nhìn thấy những điều tích cực của nhau. Và như vậy thì rõ ràng niềm vui sẽ thay thế cho nỗi buồn, tiếng cười sẽ thay thế cho tiếng khóc, và hạnh phúc sẽ thay thế cho những lúc cái mặt nó xị xuống. Khi mà tôi nghe nói anh Trường lấy vợ, tôi không có ngạc nhiên lắm. Đấy, nhưng mà bảo là lấy vợ tận trong miền Nam thì cũng thấy hơi lạ. Là bởi vì lúc mà còn tham gia giới trẻ thì chả thấy đi đâu cả, chỉ thấy ở nhà thôi. Mà thấy dòm hết cô nọ đến cô kia, ông Hoàng Nguyên, đùng một cái bảo lấy vợ tận ở miền Nam. Khi mà hỏi ra thì cái cuộc gặp gỡ giữa hai người nó xem ra nó rất là bình thường. Đây, nhưng mà có lẽ gặp phải một tiếng sét lớn quá. Nếu mà tôi không giữ thì cưới vào cái dịp sau Tết rồi đấy. Sau một tháng là xin cưới luôn. Tôi bảo không có cái chuyện như vậy đâu. Phải học hỏi đàng hoàng, tìm hiểu kỹ càng. Rồi đâu nó phải vào đấy. Cái chuyện mà hai người đến với nhau một cách mau lẹ, đó là một điều tốt. Cái chuyện mà hai người tìm hiểu nhau một cách thấu đáo, đó là một điều rất tốt. Và được sự chúc phúc và vun vén của hai gia đình, đó là một điều rất tốt. Nhưng nó không chỉ dừng lại ở đấy, mà nó phải đi đến sự nỗ lực từng ngày trong đời sống gia đình của chính họ. Thế cho nên dâng thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta không chỉ xin Chúa chúc lành cho họ, chúng ta không chỉ xin Chúa nâng đỡ họ trong những lúc khó khăn ngặt nghèo, mà chúng ta còn cầu nguyện để họ luôn sáng suốt, nhìn thấy những điểm tốt ở nơi nhau và luôn biết mù mờ giữa những khuyết điểm của nhau, để niềm vui thay thế cho nỗi buồn, bình an thay thế cho thất vọng, và gia đình của họ luôn tràn ngập tiếng cười. Xin Chúa cũng chúc lành cho các gia đình của chúng ta, và xin cho mỗi người chúng ta, những người sống trong đời gia đình, luôn biết trân trọng người bạn đời của mình. Thánh Phaolô nói rằng ai yêu vợ là yêu chính mình, ai yêu chồng là yêu chính mình. Và khi mà chúng ta yêu người thân cận như chính mình thì chúng ta đã làm tròn lề luật. Và khi mà làm tròn lề luật thì luôn luôn chúng ta là những người đang bước theo sự hướng dẫn của Chúa một cách tốt lành nhất. Giờ đây chúng ta cùng chứng kiến Việt Anh Phêrô Trường và chị Maria Nư nói lên cái ý muốn tự do đến với nhau, cũng như là cái lời hứa mà họ sẽ giữ trong suốt cuộc đời của họ. Anh chị thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn.
Đức Kitô dang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích rửa tội mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Phêrô Nguyễn Văn Trường và chị Maria Nguyễn Thị Hà Nư, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập giao ước hôn nhân, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Phêrô Nguyễn Văn Trường xin nhận em Maria Nguyễn Thị Hà Lư làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Nguyễn Thị Hà Lư xin nhận anh Phêrô Nguyễn Văn Trường làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, Thiên Chúa của tổ phụ Jacob đã kết hợp hai người nam nữ đầu tiên trong vườn địa đàng. Giờ đây trong Đức Kitô, xin Ngài chuẩn y và ban phúc lành cho sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Nguyễn Thị Hà Nư xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Phêrô Nguyễn Văn Trường xin anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. À, như cha vừa mới nói trong bài giảng đấy, nghe cậu lấy vợ ở trong miền Nam ấy là ngỡ ngàng lắm. Thế thì cái điểm nào mà cậu thích nhất ấy, ở nơi Hà Nư? Dạ, thưa cha là vợ con này, con thích vợ con rồi ạ. Không thích một cái điểm nào đặc biệt? Tất nhiên thì cũng có rất nhiều điểm, thì cái này con không tiện nói ạ. Tức là chỉ giữ cho mình thôi. Và nhớ từ giờ cho đến lúc đục chết, nhìn đến những cái điểm tích cực và những cái điều mình thích ở nơi người vợ, người chồng của mình, để nó như là một cái động lực cho cái đời sống hôn nhân gia đình. Mọi người cứ thắc mắc là tại sao tên con này là Hà Nư. Cái này con không biết cha. Bảo nghe cái tưởng là tên dân tộc, nhưng hóa ra là người Kinh của chúng ta đấy. Cháu ông cố. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa mới chứng kiến đôi bạn trẻ nói lên cái tự do họ đến với nhau. Tất tần tật mọi sự họ vừa mới làm đều nói lên rằng bí tích hôn phối họ cử hành là thành sự, nghĩa là không có một lý do nào để cắt đứt cái mối dây hôn phối này. Với tư cách là người đại diện của Hội Thánh, tôi tuyên bố từ giờ phút này anh Phêrô Trường và chị Maria Hà Nư chính thức là vợ chồng của nhau trước mặt Chúa. Sau xíu của chúng ta có thêm một gia đình mới nữa, chúng ta chúc mừng cho họ bằng một tràng pháo tay. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên để dâng lời cầu nguyện cho gia đình mới này. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của các anh chị em chúng ta đây, là anh Phêrô Nguyễn Văn Trường và chị Maria Nguyễn Thị Hà Nư. Chúng ta ký thác anh chị em này cho Chúa.
Vì hội thánh đại hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn, để hội thánh luôn trong trắng tinh tuyền xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay luôn biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban thánh thần tình yêu của Chúa xin xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng, bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới, và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa càng cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng công đức người đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sống Chúa sống lại. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giáo Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Phêrô Nguyễn Văn Trường và chị Maria Nguyễn Thị Ha Nư mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ
và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chừa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự. Anh chị em thân mến, chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây, đã kết hợp với nhau làm thành cộng đoàn phu thê, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ Chúa là chị Maria Nguyễn Thị Ha Nư được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong Thánh Kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây được kiên trì gắn bó với đức tin và các huấn lệnh của Chúa, và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, để khi được sức mạnh tin mừng củng cố, họ sẽ nên nhân chứng tốt lành của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt, và sau cùng, khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng ưu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi, để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi, để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc, để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn.
Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.